rơi là chuẩn bị tới Noel rồi, tuyết rơi. Wow. Tuyết đang rơi nè cả nhà ơi, buổi tối. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Một trái táo. Rửa sạch và cắt thành từng cục nhỏ. Táo có nhiều chất xơ và tốt cho hệ tiêu hóa. Táo còn giúp cơ thể loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ gây ung thư. Cà rốt giàu vitamin và cải thiện thị lực, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch. Cắt thành từng cục nhỏ luôn. Gừng tươi chữa cảm lạnh và chống viêm, giảm cân. Và nửa miếng gừng cắt nhỏ nhỏ luôn. Và hai củ dền. Trái chanh thơm, lấy hột ra và cắt nhỏ nhỏ. Chanh có nhiều vitamin C, ngừa ung thư, ngừa sỏi thận, cải thiện hệ tiêu hóa và chống lại bệnh thiếu máu. Chanh còn tốt cho hệ tim mạch. Năm loại rau củ quả đã kết hợp chung, còn gì tốt bằng nữa. Mời cả nhà làm thử nha. Đem đi xay nhuyễn ra. Mình cần 700ml nước đổ vào và đem đi xay nhuyễn. Lượt qua cái rây để lấy phần nước. Củ dền đỏ hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, giúp tăng cường miễn dịch cơ thể. Củ dền có nhiều chất xơ và chất sắt. Khi ăn củ dền, người thiếu máu sẽ không bị thiếu máu nữa. Cơ thể không bị thiếu máu khi ăn củ dền. Lượt đến khi nó xong, cái muỗng mình đè đè cho nó xuống hết nước. Kết quả được bao nhiêu nước nè cả nhà? Khoảng 700ml nước đó cả nhà. Mình lấy cái muỗng mình hớt mấy cái bọt này lên ha. Lấy dục. Rót vào cái ly và chuẩn bị thưởng thức thôi cả nhà ơi. Nhìn ngon quá cả nhà. Nước này có tác dụng bổ máu, tốt cho thận và gan. Khi uống nước này, ngừa cảm cúm và tác dụng sáng mắt. Kết hợp gừng và chanh và cà rốt. Người hãy làm thử nha, và uống trước khi bữa ăn. 2 tuần kết quả sẽ thấy rõ rệt. Cảm ơn cả nhà đã coi video của mình. Nếu cả nhà thấy thích, cho một like và một đăng ký kênh để ủng hộ.
tinh thần. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hãy làm thử nhé, dễ làm lắm và không có nhiều tiền đâu. Mời cả nhà uống thử nước bổ dưỡng và có nhiều chất vitamin. Không cần uống thuốc nữa, cả nhà chỉ uống như thế này là đã tốt lắm. Tiết đầy sân nè cả nhà ơi. Chào cả nhà và hẹn video sau. Bye bye.